thượng đế của nó bển này nọ, ba bốn nước giành nhau có một chỗ xíu vậy nè, là không còn là giành nữa, thì gọi là thời thời đại vàng kim, không còn thánh chiến nữa. Việc bên Việt Nam núi cấm là nằm ở vùng nào anh? Tỉnh An Giang. Mà tại sao núi cấm nó không có cao như ở ngoài Hà Nội, dãy Trường Sơn nó cao đâu, người dân ngoài Bắc người ta đâu có biết. Nó nói, trời, cái núi nhỏ xíu làm gì Phật vô đó ở, bộ cao Phật mới ở hả? Nó phải như vậy. Tại vì mấy vị giải thích á, thời xưa thời Phong Thần Một là bên Tàu, thời của em á, là thời Châu Võ Dương, thời Khương Tử Nha á. Khương Tử Nha cũng là đức thầy mình nha, hồi đó cũng hai thầy trò đi chung một cặp bà trùng vậy đó, rồi thời nay cũng vậy nè. Rồi đang nói tới đầu núi cấm nó thấp, nhưng mà ở trong cái lòng đất á, nó có cái trong cái vô vi á, nó có cái đờ, cái như cái cung điện rất là nguy nga, nhưng mà mắt thường người không có thấy, những người tâm linh mới thấy được. Mà hiện giờ đức thầy đang khóa cái đó lại cho nên không ai thấy hết. Mình đang nói về chuyện gọi là vô vi nhiệm màu, chứ mình không có thể mà nói ở vùng miền hay là mình nhìn theo cái mắt đời của mình. Thì tại sao những người có linh căn, những người mà hiểu về tâm linh đó, người ta dồn về núi cấm là vậy đó? Tại vì cặp mắt của họ khác hơn mắt người thường. Nó còn pin không con? Nó còn quay không? Quay tắt vô rồi. Thường ban đêm á, em ngủ em để cái 170 phao này ở Mỹ, em bay về đẹp dữ lắm, lớn dữ lắm. Bởi em có hai ông đệ tử rồng, bốn ông rồng, hai ông đệ tử rắn, là rắn trắng với rắn đen, và bạch xà với hắc xà khổng lồ tu mấy nghìn năm ở đó. Cái mấy năm trước hai ông đó kìa, cái qua năn nỉ, qua Mỹ năn nỉ, ngài nhận tôi làm đệ tử đi. Anh là nhận năn nỉ hoài, cái kiệt nhận hai ổng làm đệ tử. Thì ở sau lưng mà ở bển á, nó có cái bộ tổng hành dinh mà điều hành quân tướng á, làm cho ổng hai cái miếu. Cho nên á, ổng là coi hết cái loài rắn ở núi cấm, đệ tử của mình. Bển mà ai leo núi mà có nạn á, thiên cẩm hoàng, thiên cẩm thông, hai ông hộ cho tôi. Tại hai ông là đệ tử của kiệt mà. Hai ông thần xà. Mà ông năn nỉ kiệt mới nhận nha. Không phải là khi không, đâu biết ông là ai đâu. Nhận ông là thần rồi. Ông nhận mừng quá. Tự nhiên nhận mấy ông rắn tu là làm đệ tử cũng tiếu lầm. Mà ông đã ở đó mà, chờ em về mà. Qua được, lúc nào em kêu là qua liền. Mấy ông là thần, mấy ông dấu. Tới rồi, biến đó là tới rồi. Đâu cần mua vé máy bay đâu. Đâu có cần đi hàng không Việt Nam Airlines làm gì, tốn vé. Không, em hỏi qua, em gọi đi qua, nhưng mà chức mấy ông đại tử em là nhỏ. Em thì mỗi lần lễ lớn ở đây thì cha mẹ với chư Phật ở trên đó. Ở mấy cái bàn dưới này thì mấy vị giáo chủ của thế giới. Cái đầu gối em phải quỳ. Nếu mà ông qua ông cũng phải quỳ tuốt ở dưới đó đó. Tại mấy ông công giáo ở đằng đó. Rồi nhiều lắm, đủ hết. Rồi bát tiên, thiên long bát bộ, trên trời có bao nhiêu vị đều xuống hết. Dạ, đi xuống thế gian thì chị cũng nên hiểu, cũng như ông Trump đi đâu thì đủ hết. Bây giờ em thấy Kiệt nhìn dài nhưng mà cũng muốn nói vài câu, rồi em đi xuống rồi nhưng mà để em quay lại. À. Em là người công giáo. Em quay nhưng mà hay là thích lên đây lắm. À.
Này à, trời nó mỏng mà tốn tiền dữ lắm. Bả nằm nhà. Hay quá, thế này quá. Thầy Chúa dạy mình có gì phải chia sẻ. Cho nên trong măng có nhiều đem trồng cây đổ xi măng hết. Rồi, cảm ơn em nha. Chúa dạy có tiền nhiều phải móc ra hết. Trên đỉnh núi Cấm à, trên đỉnh núi Cấm có cái điện Thái Hoàng Thiên. Hồi xưa mấy vị kêu phụ xây đó, phụ để tượng cha tượng mẹ chảnh á. Em quay video ta hay quay hoài á. Thì đó, hồi xưa lúc mới qua em mới xây cái đó. Cái ma quỷ á, nó muốn chiếm ngự cái đó, giống cái dinh vậy đó. Cái mấy vị mới nói là phải sư phụ có cái ngọc ấn ở bên Mỹ nè, trong nhà phụ á, ấn xuống miếng dễ vàng vàng, mình ấn xuống mình dán vô đó thì chỗ nào mà dán vô đó thì nó biết cái đó là chỗ của sư phụ, nó không có dám phá. Tại vì bên cõi kia đó ma quỷ nó cũng thương sư phụ á, nó cũng nể mấy phần, cũng giống như chị đó mới nể vậy đó. Tại vì mình không có làm gì sai ai thì người ta thương mình thôi. Thì ma quỷ cũng vậy, nó cũng có máu anh hùng của nó nghe. Trừ khi nào mà nó sân nó si lên thì nó làm gì mình không biết, chứ bình thường nó cũng có máu anh hùng á. Thì ấn vô đó thì dán vô trong cái tường, lúc mà sư phụ xây cái đền đó đó, ấn vô xi măng rồi để cái dấu ấn đó trong đó, thì từ đó cái núi cái điện nó rất là linh thiêng. Làm cái gì á mình phải theo ở bề trên dạy mình. Ở đó đó, cái điện núi Cấm cũng cỡ cái này cái library này cũng cỡ nhiêu ta, 1000 mét vuông ha. Ở có 40 cột, 4 rồng, là 4 rồng của mình á. Nhưng mà ở bên cõi vô vi á, mấy vị nói á, cái đó nó lớn khủng khiếp lắm á, nó lớn cũng như Dinh Độc Lập vậy đó, bự vậy đó, để mà hội họp các chư thần, các chư hồn thiên nhân núi về đó tụ tập để hội họp. Ở cõi mình á thì quân đội, rồi Biển Đông thì có quân đội của Đài Loan, Tàu. Bên cõi vô vi cũng có quân đội nữa, ngày nào mình cũng đi chiến đấu với tụi nó quá trời luôn á. Bữa hôm á, mang cái nạn á, là cũng đi chiến đấu ban đêm, bị nó quýnh, thì sáng dậy cái chân nó đau. Có nghĩa là trong cái chân linh của mình, cái tướng tinh mình bị đau á, sáng lại cái xác phàm cũng đau à. Bị hoài á. Ban đêm cũng đi dẹp loạn cũng dữ lắm. Ông Putin ông thả thì ông về có ai bực cho ông cái cho ông. Thiên ma nó có cái lối tu tập của thiên ma. Ở đúng cái thời đại này nó nhận hợp đồng với trên. Ok, tôi xuống tu hành trái đất, hành cái đám con của ông một thời gian. Rồi lúc đó tôi trả lại, rồi tôi bị đoạn thời gian vậy đó. Chứ mình có nói từ đầu của cái này là trái đất này do mỗi cá nhân của 7 tỷ người tạo ra cái suy nghĩ tầng trường xấu thì nó thành ra xấu, thì mình phải trả nghiệp, thì phải có một số người trả nghiệp. Cũng giống giờ á, một đống người trốn thuế thì bây giờ ông Biden ổng phải mướn gần như mấy trăm nghìn người đi audit ai thác, thì họ mang cái nhiệm vụ là audit mình. Thì cũng giống như Tập Cận Bình hay là Bác Trọng hay là ông Putin hay là Kim Jong Un,
thì là lãnh nhiệm vụ đóng cái vai xấu để hành mình, để cho mình biết sợ. Rồi cuối cùng á, sợ cho đã rồi á, mình phải hứa quay về hướng Đông Bắc xin họ thiên. Rồi từ đó đó cái trái đất mình nó giảm lại, thì tự nhiên mấy thằng đó bị thất nghiệp, lay off, không còn sử dụng nữa, kiểu như vậy á, hiểu không? Mình làm con dân bình thường với Chúa, với Phật, với Cha, với Thượng Đế, thì mấy thằng này đâu còn chuyện để nó làm nữa. Đó là tại mình mà mỗi cá nhân. Còn cái phần của Kiệt á, là nhiệm vụ là nói lên tất cả những sự thật, để cho hàng gắn cõi thế gian hữu hình mình bịt mắt, bịt tai. Tại thiên má làm cho mình không có thần thông. Nó đúng ra con người mình natural á, là có thiên nhãn thông và nhĩ thông để mà tiếp xúc với bờ trên, giống như tụi UFO vậy đó. Nhưng mà mình không có cái đó thì bao nhiêu cái ma nó nhồi sọ, mình cứ tin không à. Thì bổn phận của Kiệt làm hai cái thế giới gần lại, một người ở giữa, giữa là giữa mối hàng luôn, Bắc cộng, Việt cộng, hải ngoại, quốc nội, mối hàng, ngay cái cầu Hiền Lương, vị tuyến 17, đại khái là mình có đủ tên hết. Thì cũng là một cái mối hàng giữa cõi hữu hình và cõi vô hình là Kiệt. Để cho mọi người hiểu là ngoài chúng ta ra, còn có bề trên đang tính toán cho mình từ đường đi nước bước, làm sao cho mình có sự tồn vong mà không có bị gọi là tổn thất nặng. Một trái bom nguyên tử nó nổ là rất là dễ, nhưng mà nó vừa bấm nút nổ, ở trên cha mấy chư Phật nói với UFO á, hey, mày canh đó, mày đừng cho nó nổ. Tức nghĩa là UFO nó nghe được tiếng của chư thật, chư thánh, đúng không? Thì nó là cũng anh em mình, nhưng mà nó mang cái hình thù khác mình, thì nó cũng đang canh mình á, đố ông nào dám bấm á, trước khi bay cái dù lên là nổ ngay thành phố của mày rồi. Thì bởi vì Kiệt thường nói ở cái thời đại này nó lạ, là vì mình tiếp cận như được người UFO. Mà cái này đâu ai dám nói, cách đây 10 năm Kiệt dám nói. Tại vì bề trên nói thì Kiệt biết là mấy vị nói chuyện với UFO thường xuyên. Kiệt cũng không biết cái ngày mà Kiệt về Việt Nam có thể UFO đáp xuống Thiên Long Sơn, nó mở cổng, mình quảng hồn mình chạy, hey Kiệt mày đừng chạy, tao qua tao rước mày về Việt Nam. Cái này vui hả? À? À, mà đâu biết được. Bất cứ cái gì cũng có thể xảy ra, nhưng mà nó cũng là con người. Thì trong kinh Phật mình đã có nói trước rồi, Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới mà. Thì nó là cũng anh em với mình đó. Kiệt nghe đâu á, là trong 12 đứa con của cha Thượng Đế á, là có một cái quốc gia UFO á, là cũng có anh em Kiệt á, là đó. Họ cũng tu Phật đó nha. Nhưng mà ở đó là cái cấu trúc mà bề trên cho đó là sống dài hơn, thông minh hơn, chứ không phải như của mình, giống như giả tạm, cũng giống như loài ong với loài chó. Chó sống nhiều mười mấy năm, còn ong sống 30 ngày. Thì mình là loài ong, mình sống 30 ngày, nó sống dài hơn vậy đó. Thì mỗi cái hành tinh, mỗi cái process, mỗi cái structure của Thượng Đế ban phước và thưởng cho cái trái đất đó, thì nó có khác nhau vậy. Cho nên có những lúc á, con người của mình á, ở Bắc Cô Lô Châu, Nam Thiện Bộ Châu, Đông Thắng Thằng Châu, cứ đi vòng vòng, vẫn là lục đạo. Thì dưới vô có thiệt á. Làm mối hàng cho tất cả. Nếu mà tất cả mọi người trên thế giới ai cũng hiểu về tâm linh, con người mình đâu biết sợ, thì đâu có ai dám làm chuyện bậy, đúng không? À, mình biết mình làm gì, mình sẽ pay back cái mình làm sai á. Thì sợ, đâu có dám đi ăn cộm, trộm ăn cắp hay là ăn hiếp người ta. Đâu có dám tham nhũng, đâu có dám đốt củi, đốt lò. Đó là mượn danh đốt củi, đốt lò. Ok quý vị, xin tạm biệt nha. Xin chào. Rồi đây lâu quá cũng ê.